Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe hơi uy tín của em Vinh. Thì trong video ngày hôm nay, em Vinh sẽ gửi tới đến quý anh chị một chiếc xe được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và đang rất là sốt hàng trong năm 2022 này. Thì rất nhiều khách hàng đã phải đặt chờ rất lâu để có được mẫu xe mà em đang quay trong video. Thì hai chiếc xe này rất may mắn là bên em đã về được rất là đúng thời điểm để có thể giao cho khách hàng. Cùng với đó thì em cũng có một khoảng trống thời gian ngắn để có thể quay được một video gửi tới quý anh chị về hai mẫu xe của mẫu xe Toyota Rai. Thì trong danh sách video em quay thì em đã gửi tới cho quý anh chị chiếc màu trắng, trắng nóc đen và đỏ nóc đen. Và ngày hôm nay nhân vật em muốn giới thiệu trong video đó chính là hai chiếc Toyota Rai phiên bản của năm 2022. Và màu ngày hôm nay em gửi tới cho toàn thể quý anh chị đó chính là màu đỏ và màu trắng ngọc trai. Thì với mức giá của màu đỏ là 527 triệu và màu trắng ngọc trai thì đương nhiên là cộng thêm 8 triệu là 535 triệu. Thì quý anh chị hãy cùng em Vinh đón xem đến cuối video để biết được vì sao mẫu xe Toyota Rai này hot đến như vậy và vì sao em nó lại được khách hàng ưa chuộng đến như vậy và chấp nhận đặt chờ rất là nhiều tháng chỉ để có được và sở hữu được chiếc xe Toyota Rai này nha. Những quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đang coi video này nhớ nhấn like và nhấn nút đăng ký kênh, nhấn thêm nút chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh xe uy tín của em Vinh nha. Cập nhật những mẫu xe cực kỳ mới về cho quý chị luôn. Thì đầu tiên em sẽ đi từ phần giá bán. Hiện tại giá bán dành cho mẫu xe Toyota Rai như video em đang quay thì hai chiếc xe này đều là màu đơn sắc, không phải là nóc đen. Thì đối với màu đỏ là giá niêm yết là 527 triệu. Còn đặc biệt riêng với màu trắng ngọc trai dù là đơn sắc nhưng mà chúng ta sẽ là 535 triệu cộng thêm 8 triệu so với màu đỏ nha. Và đương nhiên cái màu trắng mà nóc đen của chúng ta không phải là màu trắng ngọc trai nha. Theo thông số của nhà máy đó là màu W09 và đó không phải là màu trắng ngọc trai nha quý anh chị, nhưng vì em nó có nóc đen nên em nó sẽ là 535 triệu. Thì đối với những khách hàng mà đang có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì em cũng sẽ nhẩm cái giá tạm tính cho quý anh chị luôn. Rất nhiều khách hàng thắc mắc về cái giá lăn bánh của mẫu xe này. Thì đối với chiếc xe Toyota Rai và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý anh chị sẽ có cái giá lăn bánh rơi vào tầm khoảng là 613 triệu. Và đặc biệt về chương trình trả góp của mẫu xe Toyota Rai thì chúng ta có thể vay từ 80 đến 85% giống như tất cả những mẫu xe khác. Và đặc biệt thì mẫu xe Rai của chúng ta sẽ có gói vay balloon của ngân hàng tài chính Toyota rất là ưu đãi và lãi suất cực kỳ tốt luôn. Thì những quý anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe Toyota Rai về vấn đề trả góp hay lăn bánh về các tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì em trước mắt em sẽ báo về thành phố Hồ Chí Minh đã. Thì những quý anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này lăn bánh về tỉnh hãy liên hệ ngay cho em Vinh. Thời gian đặt hàng có thể rất lâu nhưng có lẽ chiếc xe Toyota Rai này sẽ rất là xứng đáng để cho quý anh chị phải chờ đợi để đón được em nó về nhà. Cùng với đó thì hiện tại địa chỉ số bên em là 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng quý anh chị nào muốn coi xe trực tiếp, bên em vẫn có xe lái thử và xe mẫu để quý anh chị coi. Nếu như may mắn thì sẽ có những xe của khách hàng đặt rồi, vẫn còn ở đại lý thì quý anh chị có thể tham khảo nhiều mẫu xe hơn. Để ghé trực tiếp đại lý, quý anh chị hãy liên hệ ngay vào hotline phía trên màn hình 0934 589 878 hoặc 0961 205 097 gặp trực tiếp em Vinh để có thể coi xe và cảm nhận xe nha. Tiếp theo thì em sẽ đi vào đánh giá chi tiết về mẫu xe Toyota Rai này. Thì về form dáng thì không còn gì để bàn cãi rồi. Về mẫu xe này đã được khách hàng ưa chuộng và đón nhận rất là nồng nhiệt. Đối với mẫu xe Toyota Rai phiên bản của năm 2022 bùng nổ thực sự khi em nó ra mắt và không đủ xe để giao cho khách hàng trong cái khoảng thời gian nhất định. Và với cái mức giá bán rất là vừa túi thì em nó đã chiếm trọn lòng của tất cả khách hàng. Thì đầu tiên em sẽ đi vào giới thiệu về form dáng. Form dáng là một cái chiếc xe cỡ A tiệm cận cỡ B, nhưng mà em nó lại mang lại một vẻ quấn hút của một chiếc xe SUV rất là đẹp và rất là thể thao. Phần đầu xe được thiết kế rất là góc cạnh và hầm hố, cùng với những trang thiết bị hiện đại như là cụm đèn LED phía trước full LED luôn nha, cụm đèn chiếu sáng phía trước full LED ở tất cả các phiên bản và tất cả các màu xe. Cùng với đó thì dải đèn xi nhan của chúng ta là LED chạy rất là thể thao và cá tính, quý anh chị có thể nhìn thấy trong video ha. Cùng với đó thì phía dưới đây chúng ta sẽ được trang bị đèn sương mù và đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn sương mù và đèn chiếu sáng ban ngày của chúng ta thì sẽ được trang bị đối với đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED và đèn sương mù dạng halogen cho ra cái ánh sáng màu vàng khi anh chị quan sát đi trong cũng được khó một cách tốt dễ dàng và tốt hơn.
Cùng với đó thì chúng ta sẽ có một cặp cảm biến góc trước cũng được gom lại và để cùng vào một khu vực với đèn chiếu sáng ban ngày và đèn sương mù. Nhìn chiếc xe đầu xe của chúng ta rất là gọn gàng và nó vừa có sự đồ sộ này còn rất là gọn gàng, không có bị quá rối ở phần đầu xe. Về phần mặt lưới tản nhiệt thì chúng ta hãy quan sát kỹ trong video. Lưới tản nhiệt của chúng ta được thiết kế dạng đa giác, đó, dạng lưới luôn nha, rất là đẹp. Đó, to bản, đó, hầm hố. Cùng với đó thì phần logo ở giữa của chúng ta thì sẽ được làm với một đường viền đen. Nhìn tổng thể phần đầu xe nó rất là đẹp nha. Đây, quý anh chị có thể quan sát được hai màu luôn. Thì quý anh chị nào đang coi video này của em Vinh thích màu nào hơn thì hãy comment xuống bên dưới để em Vinh biết nha. Rồi, tiến dần ra đến phần hông xe thì phần mâm xe của mẫu xe Toyota Rise được thiết kế rất là đẹp nha. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, phá cách thể thao hơn. Mâm chúng ta thì được phay bạc và sơn màu đen bóng nha. Kích thước mâm thì lên tới 17 inch, rất là lớn nha. Đó, cho ra cảm giác chiếc xe chúng ta cứng cáp và khỏe hơn rất là nhiều. Cùng với đó thì xe chúng ta sử dụng động cơ 1.0 turbo. Và đây là ký hiệu turbo được ghi ở trên đây. Đó, về gương chiếu hậu của chúng ta thì sẽ được chỉnh điện, gập điện và tích hợp cảnh báo đêm mù trên gương luôn. Có gập điện tự động luôn nha, rất là đầy đủ. Đó, thì chúng ta thể nhìn tổng quan phần hông xe của hai màu nha. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, di chuyển dần ra là phần đuôi xe nha. Đây, thì chúng ta có thể thấy ngay được phần đuôi xe chúng ta được thiết kế rất là đẹp với những cái khoang kính nhỏ làm kiểu như thế này. Rất là nhỏ thôi, nhưng mà rất là đẹp nha. Cách thiết kế, ngôn ngữ thiết kế rất là đẹp. Tay nắm cửa thì mạ rôm, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, anten vây cá mập. Đây, đây là đuôi xe của hai màu đỏ và màu trắng. Thì chúng ta có thể quan sát được ngay cái cụm đèn phía sau của chúng ta được làm dạng nổi. Đó, đèn thì là full LED rồi, còn thiết kế dạng nổi nữa, nhìn nó rất là thể thao và mạnh mẽ. Đó, phía dưới đấy chúng ta sẽ có những cái ốp nhựa đen, rất là đẹp nha. Đó, cùng với đó thì chúng ta sẽ có đèn báo phanh trên cao dạng LED luôn, gạt mưa phía sau. Đó, về hệ thống hỗ trợ an toàn phía sau của mẫu xe Toyota Rise thì chúng ta cũng sẽ được trang bị như là camera lùi, đó, hai cảm biến lùi, và cùng với đó là chúng ta có cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau luôn, rất là tốt luôn nha, cực kỳ an toàn luôn, thuận tiện cho quý anh chị sử dụng xe. Dạ rồi, tiếp theo thì em xin mời quý anh chị cùng bước vào khoang nội thất xe nha. Đây, đây chính là tay nắm cửa trên mẫu xe Toyota Rise. Thì phần này nó hơi ngược sáng một chút nha, quý anh chị thông cảm giúp em. Em sẽ cố gắng làm sao quay chi tiết nhất cho quý anh chị thể quan sát trên chiếc xe này. Đó, về phần màn hình điều khiển trung tâm trên mẫu xe Toyota Rise thì chúng ta cũng sẽ được trang bị cửa tài lên xuống một chạm này. Đó, tay nắm cửa mạ rôm này, gập kính tự động có nút auto này. Đó, rồi về phần nội thất thì chúng ta sẽ được trang bị nội thất màu đen nha. Đó, chúng ta sẽ không có sự lựa chọn nội thất trên mẫu xe này. Rồi, về phần ghế của chúng ta thì sẽ được trang bị ghế da pha nỉ, bên trong này sẽ là nỉ nha. Họa tiết thì rất là đẹp luôn. Đó, cùng bước vào trong xe với em Vinh nha. Rồi, đầu tiên thì bắt buộc là em Vinh sẽ phải khởi động xe lên rồi. Em sẽ khởi động xe nên quý anh chị cùng quan sát với em Vinh nha. Đây, đây chính là màn hình đa thông tin ở trên mẫu xe Toyota Rise, thể hiện đầy đủ tất cả các thông tin luôn, rất là lớn, màn hình LCD 7 inch luôn nha, thể hiện đầy đủ tất cả thông số của chiếc xe. Đó, thì chúng ta có thể thấy vòng tua máy và tốc độ sẽ được hiển thị ở trên này. Về cái mặt đồng hồ này chúng ta cũng có thể điều khiển được nha, chúng ta có thể điều khiển thay thế được cái mặt đồng hồ này. Đó, chúng ta có 4 loại đồng hồ để chúng ta có thể thay thế. Đây, em sẽ thử thay cái mẫu này nha. Đó, thì nhìn nó sẽ rất là thể thao, rất là nhiều. Và trên đây thì chúng ta cũng sẽ có nhắc ngày sinh nhật và một vài cái setup khác. Đó, thì đèn về phía tốc độ chúng ta sẽ bên này nha, màn hình nhìn rất là thể thao luôn. Vô lăng thì được bọc da mà bạc ba chấu, có lấy chuyển số cho vô lăng luôn, cực kỳ thể thao. Đèn auto light tự động bật tắt. Đó, nút đề start top, màn hình dạng lớn luôn nha, màn hình 9 inch cực kỳ lớn luôn. Đó, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Cùng với đó thì xe sẽ cảnh báo độ nghiêng, nhiệt độ bên ngoài, nhiệt độ bên trong và số vô nữa lại trong bình ắc quy. Cùng với đó thì ngoài ra cũng sẽ có Apple CarPlay, Android Auto và đặc biệt là chúng ta sẽ tích hợp camera lùi vào đây luôn nha.
đây là camera lùi của mẫu xe Toyota Rai. Rồi, về xuống phía dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái điều hòa. Đây, đây là điều hòa của mẫu xe Toyota Rai nha. Điều hòa hoàn toàn tự động luôn. Đây, auto. Đây là hộp số của mẫu xe Toyota Rai, cách thiết kế cũng rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi. Phía trên đây thì chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái nhắc nhở thắt dây đa an toàn ở phía trên này. Đó. Đèn phía trên ha. Rồi, về hệ thống an toàn được trang bị trên mẫu xe Toyota Rai thì chúng ta cũng được trang bị rất đầy đủ 6 tư khí nè, rồi là an toàn như là phanh ABS. Đó, kiểm soát lực kéo nè, rồi cân bằng điện tử nè, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp nè. Đó. Rất là nhiều những hệ thống an toàn được trang bị trên chiếc xe này. Đó. Và về hệ thống giải trí chúng ta cũng được trang bị đến 6 loa cho ra chất lượng âm thanh cũng tương đối là tốt. Đó, về cách thiết kế thì cực kỳ là thể thao và thoải mái rồi. Thì chắc quý anh chị cũng được xem được rất nhiều video về mẫu xe này rồi. Nên em chỉ giới thiệu sơ qua về cái màu xe thôi. Tiếp theo thì anh chị hãy cùng ra hàng ghế sau với em Vinh nha. Đây chính là hàng ghế thứ hai của mẫu xe Toyota Rai. Thì đối với hàng ghế thứ hai của chúng ta thì được trang bị rất là đầy đủ như là từ đầu 3 vị trí ngồi nè, dây đa an toàn 3 điểm nè. Đó. Khóa cửa trẻ em nè. Và cùng với đó thì trên phiên bản này của chúng ta thì rất tiếc là chưa có cửa đó sau. Nhưng mà yên tâm, với một mẫu xe nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái điều hòa cực kỳ mát luôn. Và làm mát rất là nhanh. Và nổi tiếng là điều hòa của Toyota làm mát đã nhanh rồi. Cùng với đó thì ghế của chúng ta thì sẽ có thể ngã được hai nấc luôn nha. Đây, tại đây là nấc 1 nha. Đó. Đây, khi chúng ta đẩy xuống thì sẽ có một nấc này. Đó, quý anh chị có thể nhìn thấy được cái độ nghiêng so với ghế bên kia. Đó, và sẽ có thêm một nấc nữa. Đó, chúng ta sẽ gập phẳng bằng cái đồ ghế bên kia nha. Hai nấc luôn, cực kỳ thoải mái và mang lại cảm giác tốt cho người điều khiển xe. Cảm ơn toàn thể quý anh chị đã coi đến cuối video. Thì video này là một video ngắn, em giới thiệu nhanh về hai màu xe được rất nhiều khách hàng ưa chuộng của mẫu xe Toyota Rai phiên bản của năm 2022. Như quý anh chị nào đang coi video này của em Vinh mà đang quan tâm đến thời gian đặt xe hay là chương trình khuyến mãi thì hãy liên hệ ngay đến cho em Vinh. Vì cái thời gian đặt xe cũng khá là lâu nha. Thì những quý anh chị nào thực sự yêu thích em xe Toyota Rai này và có thể chờ đợi được thì hãy liên hệ ngay cho em Vinh để nhận được những cái lượt xe mới nhất từ cái mẫu xe Toyota Rai này nha. Những quý anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Vinh thì nhớ nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em Vinh nha. Cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Em xin cảm ơn.